Đến 15 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2023, Công an huyện Bình Chánh tại thành phố Hồ Chí Minh mới giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Quách Điêu ở xã Vĩnh Lộc A. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, hai nam thanh niên khoảng 21 tuổi chở nhau trên xe máy chạy trên đường Quách Điêu hướng từ đường Vĩnh Lộc về đường Dương Công Khi. Khi đến trước số 318 Quách Điêu, xe máy được cho là đã va vào cửa ô tô bán tải biển số thành phố Hồ Chí Minh khi tài xế mở cửa bước xuống xe. Hai nam thanh niên chạy xe máy ngã ra đường. Đúng lúc này, một xe tải chạy hướng ngược lại đến cán một người tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã có mặt giải quyết hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh làm rõ nguyên nhân. Đến chiều cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn này mới được giải quyết xong. Hai xe cứu hộ được điều đến kéo các xe liên quan khỏi hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.